Hello nha. Hôm nay cửa hàng mình mới về con máy Kuta 4508 anh em. Máy Việt Nam anh em ơi. Vậy tổng thể cho anh em xem mình vô chi tiết máy à. Này 8 tới 4 lùi anh em, nói như số 0 nha anh em ơi. Cái cần tặng của nó cũng nguy gan luôn. 8 tới 4 lùi. 87 ly. Động cơ thì vẫn như 518 anh em. 87 ly nhưng mà số chấm nó nhỏ hơn thôi. Nó được có 45 ngựa. 7 ly vết kim. Coi dầu có bỏng được còn coi nhớt được còn chăng hết nha anh em. Được. Cái co này nè, kể cả cái co này phía trong luôn nó máy khô ráo sạch sẽ nha, bao anh em nha anh em. Động cơ số chưa cắt nha anh em, cơ số chưa cắt nha, nào nói chính xác đó anh em, miêu tả chính xác cho anh em luôn, đùi có thay phút nè, 4,5 này anh em đi lại đồ này kia em lắm nè. Lầy hay lắm, nó như 518 rồi đi lầy hay lắm. Đời nãy giờ cũng hiếm lắm nè em ơi. Giờ mà kiếm cái xe mà động cơ zin, số zin như cái này chưa cắt hơi bị khó nha anh em. Có tạ dặn đầu cho anh em luôn nha. Anh em mua là có tạ luôn nha, quay sau là có gì nha anh em. Ở đầu hai xíu xới 540 750 hai xíu xới. Đây là có em 4,5 về cho anh em làm đất nhà rồi này kia, mua làm đất nhà, chạy đất nhà rồi này kia, nó ngợi lắm anh em, đi lầy rồi này kia cũng hay nữa anh em, mà dùng đất lầy rồi này kia, phía trong gầm đó anh em thấy đất đáng rồi này kia là kim xì anh em, bố nội chưa cắt luôn nè. Còn thổ bạc nữa nha anh em, nhầm máy là mắc tiêu cái đồ đó hết rồi. Hai chấm một anh em. 1.7 các kim. Co dầu thì 7 màu anh em nè. Bao anh em zin nguyên xi nha, động cơ nha. Cơ số. Nhìn thấy không? Co dầu còn sáng hơi. Cho anh em nghe tiếng động cơ nữa nha. Này chạy được 1,1 anh em ơi. Giờ lật siêu nhẹ luôn. Bơm zin nguyên xi anh em. Bơm bọc zin nguyên xi. Thank you.
đem lên em, đem kéo nhẹ lên nha, đó em thấy không, đem kéo nhẹ lên nha. Cho anh em nào là mặt nhà bên này kia là con này là xài vừa tầm luôn anh em ơi, vừa giá tiền vừa tầm cho anh em xài luôn. Xe động cơ zin, số zin. Đó. Yên zin nha anh em. Đó. Không. Trong kho mình còn được anh này với anh này nha anh em ơi, con 60 đó ngày mai giao rồi, ngày mai 11 mình giao rồi, anh em đã cọc rồi đó. Đây ngạch xây 2635 mình kết thúc video tại đây anh em ơi, anh em ở video khác anh em.